Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ xin kính chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của Thành Vũ ha. Thì anh chị ơi, hôm nay Thành Vũ sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái căn nhà pháp lý sổ hồng riêng diện tích 5x20 mà với giá hơn 2 tỷ mà gần nha anh chị. Cái đó là gần, rất là gần luôn. Đó, nó nằm giáp với trục nhà mình, nó là rất gần với nhà thờ Bình Chánh ha. Từ đây nè, mình đi ra nhà thờ Bình Chánh chỉ khoảng là 2-3 phút thôi nha anh chị. Đó, và giáp với trục đường Đinh Đức Thiện, gần với 835B luôn. Đó, và căn nhà mình là một trệt một lầu ha, với diện tích là ngang 5 và dài 20 nha anh chị, và nằm trong một cái khu dân cư khá là sầm út luôn. Thì bên đây thì có những cái căn nhà bên Thành Vũ cũng đang xây nữa nè anh chị. Đó, và căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong. Đó, nền nhà của mình thì làm cao hơn so với mặt đường thì khoảng 3-4 tấc rồi ha. Đó, không sợ ngập úng nha anh chị. Đường phía trước nhà thì đường khoảng 3 mét nha. Đó, và căn nhà bên đây phải phía trước thì mình có thêm một cái khoảng sân nữa, gạch chống chân trượt đầy đủ luôn. Ở trên thì có sẵn một cái mái cho mình luôn, một cái mái mái cổng nha, làm bằng ngói nha anh chị. Đó, cổng nhà mình thì được cổng 4 cánh, được sơn màu sơn Sinfa, được sắt hộp ha, rất là chắc chắn luôn. Và nhà mình thì được thiết kế theo kiểu tân cổ điển nè anh chị, nhìn rất là chắc chắn và rất là sang luôn. Bên ngoài này thì những cái cột này được sơn giả đá cẩm thạch nha, và hai bên thì có hai cây đèn ban đêm nhà mình cực kỳ lung linh luôn đó. Và đây chính là không gian phòng khách của căn nhà đây. Nền nhà thì làm cao hơn luôn mặt sân luôn nha. Đó, nền nhà làm cao hơn mặt sân khoảng tấc rưỡi nữa nha anh chị. Đó, và đây là không gian phòng khách của mình đây, rất là ấm cúng luôn nha cô chú anh chị. Phía bên đây thì làm cho mình một cái vách rồi, và được dán cho dán giấy dán tường, giấy lụa ha, hoa văn rất là đẹp luôn. Mình có thêm hai cái bức tranh nữa. Đó, trên thì làm trần lao phong thạch cao kiểu cổ điển ha, kiểu tân cổ điển nha, đèn lon đèn led này kia đồ ok ha anh chị ha. Có thêm một cái khung tranh nữa nha anh chị, đèn led thì có âm ở trên luôn rồi đó, bật lên thì nó sáng lung linh. Ở dưới này thì gạch 800x800 nè, và dưới chân cầu thang này thì làm sẵn cho mình một cái tủ luôn rồi đó, đựng rượu nha cô chú anh chị, và những cái vật phẩm lưu niệm này kia đồ luôn ha. Và cái dưới cái dạ cầu thang mình thì không có đụng đầu luôn nha anh chị. Đó, và một cái tủ rượu rất là đẹp luôn phía sau. Và sau đây chính là một cái không gian cầu thang, cầu thang lan can tay vịn gỗ kính cường lực ha, rất là dày và chắc chắn luôn đó, đá hoa cương trắng đen đầy đủ cho mình ha. Và ở đây thì giữa cái vách cầu thang với lại là cái phòng khách với phòng bếp anh chị, thì mình che bởi những cái tấm vách này ha. Đó, mình trang trí này kia đi vô cũng được luôn, mình để những cái bông hoa này kia rồi trang trí cũng đẹp ha anh chị ha. Rồi, sau đây thì mình có thêm một cái không gian bếp nữa nè anh chị. Đó, một không gian bếp thật là lung linh lấp lánh luôn, tủ bếp dưới tủ bếp trên đầy đủ đèn led từ trên tới dưới đầy đủ cho mình luôn anh chị. Đó, kính bếp nữa ha. Và chỗ này thì có chỗ đó mà mình để quạt hút mùi nè, máy hút mùi nè, chỗ để tủ lạnh nè, đầy đủ cho mình. Ở trên thì trần lao phong thạch cao, một căn nhà thì đầy đủ công năng cho mình luôn. Và không thể thiếu chính là cái phòng ngủ ở phía sau nha anh chị. Đây, phía sau này một cái căn phòng ngủ cực kỳ rộng luôn. Đây, đó, phòng ngủ mình cũng rộng ha, có luôn một cái cửa sổ thì thông ra ngoài, và gió thì cực kỳ mát luôn anh chị. Đó, rất là mát luôn. Đó, ở trên trần lao phong thạch cao, gió bay luôn anh chị. Đó, cửa nhôm ha, cửa nhôm kính cường lực nha anh chị. Bên đây thì cũng cửa nhôm kính cường lực phủ mờ. Đó, ngoài này thì mình còn thêm một cái khoảng giếng trời phía sau nữa nè anh chị. Tường thì được sơn màu trắng nha anh chị, và phía trên thì đang để trống đó, về mình làm thêm một cái khung sắt ở trên để bảo vệ an ninh cho mình ha. Ở trên này thì cũng đổ luôn nha anh chị, cái nhà này thì phía trên phần toilet phía sau này cũng đổ luôn. Đó, đây là không gian nhà vệ sinh phía sau đây. Gạch chân tường phun tới trần luôn, vòng cầu nguyên khối nè, vòi hoa sen nóng lạnh lắp đầy đủ cho mình rồi ha. Và bên đây thì còn có gương nữa nè, đó, lau bô gương đầy đủ cho mình đó. Và bây giờ nha, bây giờ cùng Thành Vũ nhìn lại tầng trệt của căn nhà để lên khám phá lầu 2 nha. Chị ơi, Thành Vũ đã lên lầu của nhà mình rồi đây. Đó, một khoảng không gian cầu thang cũng rất là rộng rãi luôn. Có đèn đi cầu thang nữa nha. Trên thì trần lao phong thạch cao nguyên khoảng hành lang này. Và đầu tiên thì mình có một cái căn ngủ ở ngay phía trước ha. Đây, căn phòng ngủ này thì mình có luôn một cái cửa sổ để thông ra ngoài cái phần hành lang cầu thang này ha. Và có đèn ngủ sẵn cho mình nè, trần lao phong thạch cao, có dây ống đồng máy lạnh sẵn luôn nha anh chị, dây ống đồng máy lạnh sẵn luôn. Đó, một căn phòng ngủ cũng thoáng, và cửa phòng ngủ là dùng cửa kính cường lực ha, phủ mờ nha. Đó, và tiếp theo thì mình có một cái căn phòng ngủ ở phía sau này.
À, cái khoảng hành lang của căn nhà này thì rất là rộng và thoải mái nha anh chị. Đó, từ bằng cái chiều dài khoảng cách cái cánh tay của thằng Vũ luôn. À, phía sau này thì mình có một cái căn phòng nữa, nhưng mà riêng căn phòng này á, thì mình có luôn một cái cửa sổ để thông ra phía sau này đón gió trực tiếp nha. Và nhà dân này cũng san sát đó, như anh chị có thể nhìn qua khung cửa sổ này ha, thì nhà dân cũng san sát với nhau. Ngoài kia chính là đường 835B nha cô chú anh chị. Đó rồi, ở trên trần lâu không thạch cao và cũng xài cửa nhôm kính cường lực cũng mờ luôn nha. Và căn phòng này thì cũng rất là rộng rãi đó. Rồi tiếp theo chính là không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được đặt cuối không gian nhà này đó. À, nhà vệ sinh thì cũng có một cái cửa sổ luôn nha anh chị, có một cái cửa sổ cho nó thoáng nè, mở cửa ra cho nó thoáng ha. Đó, gió có thể lùa vào thoáng. Rồi bồn cầu nguyên khối và hoa sen, nóng lạnh đầy đủ, lavabo đầy đủ luôn nha anh chị. Và nhà mình còn thêm một cái căn phòng nữa, căn phòng ngoài trước này ha. Nhà mình nó là tường nghiêng cột nghiêng nha, cho nên cột nó lồi ra nè anh chị. Đó, tường nghiêng cột nghiêng hoàn toàn luôn. Và đây là không gian phòng ngủ ngoài cùng, phòng ngủ rộng nhất ha, trên trần mô lô không thạch cao, ở dưới thì cũng là gạch ốp lát đó, rất là đẹp luôn. Cũng có thể thờ cũng được, thờ mình để cái chỗ thờ ở đây nha anh chị ha. Phòng này cực kỳ rộng luôn anh chị. Hai bên thì mình có hai cửa sổ nhôm luôn, và mình có thêm một cái cửa sổ để thông ra ngoài cái khoảng ban công ha. Khoảng công ban công nhà mình đó anh chị thì dùng cái lan can sắt nha, uống những cái hoa văn họa tiết rất là đẹp và rất là dễ thương luôn, giống như những con cá ngựa vậy đó. Rồi xung quanh ba bên bốn phía luôn ha. Cột nhà mình thì được sơn kiểu đã giả đá cẩm thạch ha. Và xung quanh ngoài này thì mình có 5 cây đèn, hai đèn hai bên, hai đèn trên và một cái đèn ở giữa nữa, để làm cho cái mặt trước của căn nhà mình nó thoáng và mát hơn ha. Và ngoài này nè thì anh chị thấy đấy, thì nhà dân san sát với nhau ha. Đó, và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và một bảo nhà với diện tích ngang 5 và dài 20m nha. Đó, được xây dựng là một trệt một lầu, tường nghiêng cột nghiêng và đúc thật 100% luôn nha anh chị. Có 3 phòng, 2 nhà vệ sinh. Đó, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ nha anh chị, tổng cộng là 4 phòng đó. Đó, và vị trí là gần vào nhà thờ Bình Chánh ha, và gần đường Đinh Đức Thiện. Từ đây mình ra chợ Bình Chánh khoảng 3-4 phút đi xe nha cô chú anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm căn nhà này thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Và nếu mà căn nhà này chưa yêu thích, anh chị nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo nha. Và giá của căn nhà này là 2.550.000.000, giá trên là giá full hoàn toàn ha, và không phát sinh bất kỳ chi phí gì thêm. Anh chị chỉ cần trả trước khoảng 1.5 tỷ thôi, phần còn lại thì ngân hàng có thể cho anh chị vay ha. Đó, anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi cho Thành Vũ nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.